Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ tại sao biểu tình biến thành bạo động. Lệnh giới nghiêm đã được ban bố tại nhiều thành phố ở Mỹ sau khi làn sóng bất ổn và phản đối lan rộng liên quan đến một vụ người đàn ông da đen tên là George Floyd chết khi đang bị cảnh sát khống chế. Hầu hết các cuộc biểu tình khởi phát một cách ôn hòa, trong số đó có nhiều cuộc vẫn duy trì được tình trạng như vậy. Nhưng có rất nhiều trường hợp người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, đốt xe cảnh sát, phá hoại tài sản hoặc cướp bóc cửa hàng. Vệ binh quốc gia đã triển khai 5.000 nhân viên tới 15 tiểu bang của thủ đô Washington DC. Và bản thân các nhân viên mật vụ đã phải nhanh chóng đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump đến một hầm trú ẩn trong Nhà Trắng vào tối thứ Sáu ngày 29 tháng 5. Khi hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa nhà, một số người ném đá và giật đẩy hàng rào cảnh sát, theo hãng tin AP đưa tin vào ngày 1 tháng 6. Đây là hình ảnh ông George Floyd, người đàn ông bị cảnh sát bang Minneapolis đè bằng đầu gối đã chết vì nghẹt thở. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy kết quả bất ngờ. CNN nói báo cáo pháp y cho thấy Floyd không chết vì chấn thương hay ngạt thở. Còn theo Daily Mail thì Floyd chết do bệnh tim. Lo ngại cho sự an toàn của Tổng thống, các đặc vụ của Sở Mật vụ đã nhanh chóng đưa ông đến hầm trú ẩn, nơi trước đây được sử dụng khi xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, theo tờ New York Times đưa tin. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lưu lại trong hầm này gần một giờ. Hãng thông tin AP dẫn lời một thành viên của Đảng Cộng Hòa thân cận với Nhà Trắng cho biết. Quyết định đột ngột của các đặc nhiệm và đặc vụ cho thấy tình trạng hỗn loạn bên trong Nhà Trắng, nơi có thể nghe thấy tiếng hô của những người biểu tình từ công viên. Vào cuối tuần, khi các nhân viên sở mật vụ và nhân viên thực thi pháp luật được triển khai để ngăn chặn đám đông. Các cuộc biểu tình vào hôm 29 tháng 5 bùng phát từ cái chết của ông George Floyd, một người đàn ông da đen thiệt mạng sau khi bị một sĩ quan cảnh sát ở thành phố Minneapolis kẹp cổ. Các cuộc biểu tình ở Washington đã trở nên bạo lực và dường như bất ngờ đối với các nhân viên an ninh. Nhà Trắng không bình luận về các thủ tục và quyết định an ninh. Người phát ngôn của Nhà Trắng, Ruth Dare, cho biết như vậy. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói các cố vấn rằng ông lo lắng về sự an toàn của mình, trong khi ông luôn ca ngợi sở mật vụ, cả lúc riêng tư hay lúc trước công chúng. Tổng thống Trump đã đến bang Florida vào hôm 30 tháng 5 để xem vụ phóng phi thuyền không gian có người lái đầu tiên ở Hoa Kỳ trong gần một thập kỷ. Ông trở về Nhà Trắng trong bí mật, trong khi những người biểu tình, một số người rất bạo lực tập trung suốt đêm chỉ cách đó có vài trăm mét. Các chuyên gia đã chỉ ra những nét tương đồng của đợt bất ổn này với các cuộc bạo loạn hồi năm 2011 ở Anh. Trong biến cố ở Anh, sau khi một người đàn ông bị cảnh sát bắn chết, biểu tình đã nổ ra và rồi biến thành 4 ngày bạo loạn với cảnh cướp phá và đốt nhà diễn ra khắp nơi. Đây là hình ảnh người dân Mỹ đã phẫn nộ biểu tình phản đối sự tàn bạo của cảnh sát đối với ông George Floyd ở bang Boston vào ngày 29 tháng 5 đã xảy ra vụ việc này. Tại sao các cuộc biểu tình thường lan nhanh và tại sao một số đã trở nên bạo lực là câu hỏi cũng được đặt ra. Những sự việc như cái chết của Floyd có thể trở thành điểm châm ngòi bởi vì nó tượng trưng cho một trải nghiệm rộng lớn hơn, liên quan đến số người lớn hơn nhiều về mối quan hệ giữa cảnh sát và cộng đồng người da đen. Giáo sư Clifford Stoltz, chuyên gia về hành vi đám đông và chính sách trật tự công cộng tại Đại học Clear đã chia sẻ như vậy. Khi có bất bình đẳng về cấu trúc thì đối đầu sẽ rất dễ xảy ra, ông nói thêm. Giáo sư Scott đã nghiên cứu các cuộc bạo loạn vào năm 2011 ở Anh một cách sâu rộng và phát hiện rằng bạo lực lan rộng vì những người biểu tình dù ở các thành phố khác nhau nhưng chia sẻ các điểm chung, chẳng hạn họ cùng chung sắc tộc hoặc vì họ đều không thích cảnh sát. Điều này có nghĩa là khi cảnh sát dường như bị áp đảo, người phản đối ở các nơi khác nhau cảm thấy có thêm quyền lực để huy động. Biểu tình bạo lực có thể xảy ra khi cảnh sát có mối quan hệ tốt với cộng đồng địa phương, nhưng cách họ phản ứng với các cuộc biểu tình cũng đóng vai trò quan trọng, các chuyên gia nói. Bạo loạn là một sản phẩm của sự tương tác chủ yếu là liên quan đến các cảnh sát đối xử với người đám đông. Giáo sư Scott nói như vậy. Chẳng hạn, ông chỉ rõ trong một đám đông biểu tình, có khi chỉ một vài người đối đầu với cảnh sát cũng làm khởi phát căng thẳng. Tuy nhiên, cảnh sát lại thường phản ứng với đám đông như thể tất cả họ là một khối. Và nếu mọi người cảm thấy việc cảnh sát sử dụng vũ lực chống lại họ là không chính đáng, tâm lý chúng ta đối đầu với chúng nó sẽ gia tăng. Đây là hình ảnh video lan truyền trên trang Twitter ghi lại hình ảnh hai chiếc xe cảnh sát đâm thẳng vào một nhóm người biểu tình tại New York sau khi nhóm này
chặn đường ném rác. Điều này có thể thay đổi cách mọi người cảm nhận về bạo lực đối đầu, chẳng hạn họ có thể bắt đầu cảm thấy rằng bạo lực là hợp pháp trong hoàn cảnh đó. Daniel Hunt, trưởng khoa khoa học xã hội Đại học California ở Los Angeles cho rằng cảnh sát Mỹ đã thêm dầu vào lửa trong dịp cuối tuần. Triển khai lực lượng vệ binh quốc gia, sử dụng đạn cao su và bình xịt hơi cay, các chiến thuật này của cảnh sát có thể làm trầm trọng thêm một tình huống vốn dĩ đã căng thẳng. Hình mẫu này xuất hiện trong các cuộc biểu tình khác trên thế giới, ví dụ vào năm 2019, Hồng Kông đã trải qua 7 tháng biểu tình chống chính phủ, ban đầu chủ yếu là ôn hòa, nhưng sau đó ngày càng trở nên bạo lực. Các chuyên gia chỉ ra một loạt chiến thuật mà cảnh sát sử dụng được coi là nặng tay, bao gồm cả việc bắn một lượng lớn hơi cay vào người biểu tình trẻ tuổi đã khiến người biểu tình trở nên hung hãn và đối đầu nhiều hơn. Bản thân giáo sư Scott lập luận rằng các lực lượng cảnh sát được đào tạo kỹ về nghiệp vụ, làm giảm căng thẳng có thể giúp tránh nguy cơ bạo lực tại các cuộc biểu tình. Ông nêu ví dụ về một số cuộc biểu tình có thể duy trì được tính ôn hòa vào cuối tuần, chẳng hạn như ở Camden, New Jersey, khi các sĩ quan tham gia cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc cùng cư dân. Tâm lý học về đạo đức có thể được giúp giải thích nguyên nhân tại sao một số cuộc biểu tình biến thành bạo lực. Manon, giáo sư trợ giảng về hành vi của tổ chức tại Đại học Rice đã nói như vậy. Đây là hình ảnh hàng trăm người biểu tình như ở New York tập trung bên ngoài trung tâm ở Berkeley ở trung tâm thành phố để tưởng nhớ George Floyd. Ý thức đạo đức của một người đóng vai trò cốt lõi với cách họ nhìn nhận bản thân. Vì vậy khi chúng ta thấy điều đó là vô đạo đức, nó tạo ra cảm giác mạnh bởi vì chúng ta cảm thấy nhận thức về đạo đức phải được bảo vệ. Điều này có thể lấn át mối quan tâm về việc duy trì không khí ôn hòa, bởi vì nếu bạn nghĩ rằng hệ thống bị hỏng, bạn sẽ thực sự muốn hành động quyết liệt để cho thấy điều đó là không thể chấp nhận được. Và điều này có thể áp dụng cho một số loạt các niềm tin. Ví dụ, trong một trường hợp cực đoan, một người cho rằng phá thai là hành vi phi đạo đức thì có thể dẫn anh tới suy nghĩ rằng việc đánh bom một phòng khám hỗ trợ phá thai là đúng đắn, ông nói. Nghiên cứu cho thấy các hiệu ứng trên mạng xã hội cũng có thể khiến mọi người dễ bị bạo lực lôi kéo hơn nếu họ tin rằng đồng nghiệp của họ có cùng quan điểm đạo đức như họ, ông nói thêm. Và câu hỏi được đặt ra, đâu là mục tiêu của việc cướp bóc và phá hoại? Tại Mỹ, hàng trăm doanh nghiệp đã bị thiệt hại khi bị cướp bóc đã xảy ra tràn lan ở Los Angeles và Minneapolis vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, giáo sư Scott cảnh báo rằng mặc dù thật dễ dàng để cho rằng bạo loạn và đám đông là phi lý và hỗn loạn, nhưng không phải như vậy. Đối với người tham gia thì hành động này lại có tính cấu trúc cao và có ý nghĩa. Ở một mức độ nào đó, cướp bóc là thể hiện của quyền lực. Những công dân da đen có thể từng cảm thấy lép vế trong mối quan hệ với cảnh sát. Nhưng trong bối cảnh của cuộc bạo loạn, những kẻ bạo loạn trong giây lát đã trở nên mạnh mẽ, vượt trội cả cảnh sát. Nghiên cứu về các cuộc bạo loạn trước đây cho thấy những nơi bị cướp bóc thường là các doanh nghiệp lớn và việc cướp bóc thường liên quan đến cảm giác bất bình đẳng của việc sống trong nền kinh tế tư bản, ông nói. Đây là hình ảnh hàng trăm người xuống đường ở Texas. Giáo sư Hunt đã nghiên cứu các cuộc bạo loạn vào năm 1992 ở Los Angeles. Làn sóng bạo lực đã nổ ra khi 4 sĩ quan cảnh sát da trắng được tha bổng trong vụ đánh đạp người đàn ông da đen tên là Rodney King. Trước đó, video ghi nhận vụ việc được quay lại và phát tán. Ông nói rằng việc nhắm mục đích, mục tiêu hoặc chọn lọc mục tiêu trong các cuộc phá hoại và cướp bóc là một lịch sử lâu dài. Trong các cuộc nổi dậy ở Los Angeles, bạn thường thấy dòng chữ thuộc sở hữu của cộng đồng thiểu số được vẽ lên trên các doanh nghiệp thiểu số để mọi người bỏ qua. Tuy nhiên, cả giáo sư Scott và giáo sư Hunt đều cảnh báo rằng việc cướp bóc rất phức tạp, đặc biệt là khi nhiều người cùng có động lực như nhau tham gia, bao gồm cả những người nghèo hoặc tội phạm có tổ chức. Việc cho rằng các cuộc biểu tình bạo lực là mục tiêu và là hành động có ý nghĩa đối với những người tham gia cũng có thể giải thích tại sao có một số cuộc biểu tình thì có thể xảy ra tình trạng cướp bóc, nhưng cũng có những cuộc biểu tình khác thì không. Chẳng hạn ở Hồng Kông, người biểu tình đã đập vỡ cửa sổ ở cửa hàng, ném bom xăng vào cảnh sát và xâm phạm quốc huy, nhưng không có sự cướp bóc. Lauren Ho, chuyên gia nghiên cứu về chính sách và quản lý trật tự công cộng tại Đại học Giáo dục Hồng Kông, cho rằng điều này xuất phát từ việc những cuộc biểu tình đó được kích hoạt bởi tình hình chính trị và sự giận dữ đối với cảnh sát, chứ không phải là sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng xã hội. Đây là hình ảnh cảnh sát đã quỳ gối trong một cuộc biểu tình ở Florida vào thứ Bảy để bày tỏ phản ứng với cái chết của George Floyd. Hành động phá hoại thường nhằm vào các cửa hàng được coi là có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc đại lục. Tiến sĩ Hồ đã nói như vậy.
đó là nỗ lực để truyền đi một thông điệp. Làm thế nào và để ngăn chặn bạo lực, câu hỏi cũng được đặt ra. Các chuyên gia về trật tự công cộng nói rằng với cảnh sát, chìa khóa để ngăn ngừa bạo lực là thể hiện hành động công chính cũng như lôi kéo người biểu tình vào các cuộc đối thoại. Phương sách tốt nhất là tránh tạo ra tâm lý chúng ta và chúng nó và cố gắng tránh cảm giác cảnh sát có thể hành động theo cách mà mọi người coi là bất hợp pháp, giáo sư Scott nói như vậy. Tiến sĩ Ho cũng cho rằng đàm phán là cách tốt nhất nhưng đồng thời chỉ ra rằng một trong những điều khó khăn nhất hiện nay là rất nhiều cuộc biểu tình không có lãnh đạo. Nếu bạn không thể tìm thấy nhà lãnh đạo, bạn không thể đàm phán với họ. Nói một cách tổng quát hơn, ông nói thêm, các chính trị gia có thể làm việc cho vấn đề tốt lên hoặc xấu đi dựa trên cách mà họ đối thoại và liệu họ có sử dụng các luật pháp khẩn cấp hay không. Tuy nhiên, cuối cùng, bạo loạn có thể là triệu chứng của căng thẳng sâu rộng và các vấn đề phức tạp vốn không có giải pháp dễ dàng. Giáo sư Hood nói về cuộc bạo loạn ở Mỹ tuần này là nghiêm trọng nhất kể từ năm 1968 sau khi Martin Luther King bị ám sát. Bạn không thể nghĩ về sự tàn bạo của cảnh sát và hồ sơ của một số cộng đồng nhất định mà không xét đến sự bất bình đẳng tồn tại trong lòng xã hội và kích động những người liên quan, ông nói. Vụ George Floyd không phải là nguyên nhân, nó chỉ là giọt nước tràn ly. Có thể nói rằng ngay cả các vụ cảnh sát giết người cũng chỉ là triệu chứng bề nổi. Nguyên nhân sâu xa là tệ nạn thượng đẳng da trắng, phân biệt chủng tộc và những điều mà Hoa Kỳ đã không xử lý một cách rốt ráo. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020 với bản tin Mỹ, tại sao biểu tình biến thành bạo động? Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.